Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi. Trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 75 ngày 18, phường Thợ Bạc nổi loạn. Kinh Thánh Công vụ các sứ đồ đoạn 19 câu 21 đến câu 28. Câu ghi nhớ Công vụ các sứ đồ đoạn 19 câu 26 phần B. Ở trong sách chúng ta in nhầm cái đoạn Kinh Thánh. Ở đây chúng ta ghi lại là 19 câu 26 phần B. Các thần bởi tay người ta làm ra chẳng phải là Chúa. Các thần bởi tay người ta làm ra chẳng phải là Chúa. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 19 câu 21 đến câu 28. Tiếp theo phần Kinh Thánh hôm qua, Kinh Thánh Tân Ước trang 138. Demetrius gây loạn. Các việc đó rồi, Phao-lô toan đi ngang qua xứ Macedoan và xứ A Chai đặng đến thành Jerusalem. Người nói rằng, khi ta đã thăm thành đó rồi, cũng phải thăm thành Roma nữa. Người bèn sai hai người giúp đỡ mình là Timôthê và Erat sang xứ Macedoan, song chính người còn ở lại trong xứ A-si ít lâu. Lúc đó có sự loạn lớn sanh ra vì cớ đạo tin lành. Một người thợ bạc kia tên là Demetrius, vốn dùng bạc làm khám nữ thần đi anh, xin nhiều lợi cho thợ làm công, bèn nhóm những thợ đó và kẻ đồng nghiệp lại mà nói rằng: hỏi bạn ta, các ngươi biết sự thạnh lợi chúng ta sanh bởi nghề này, các ngươi lại thấy và nghe nói không những tại thành Ê-phê-sô thôi, gần suốt hết cõi A-si nữa, rằng tên Phao-lô này đã khuyên dỗ và trở lòng nhiều người mà nói rằng các thần bởi tay người ta làm ra chẳng phải là Chúa. Chúng ta chẳng những sợ nghề nghiệp mình phải bị dèm chê, lại cũng e rằng đền thờ của đại nữ thần Đi-anh bị khinh dễ nữa, và nữ thần ta bị tiêu diệt về sự vinh hiển mà cõi A-si cùng cả thế giới đều tôn kính chăng. Chúng nghe bấy nhiêu lời bèn nổi giận lắm, cất tiếng kêu rằng: lớn thay là nữ thần Đi-anh của người Ê-phê-sô. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu 26 phần B, chúng ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Các thần bởi tay người ta làm ra chẳng phải là Chúa. Chúng ta đọc câu ghi nhớ đã được tô màu: các thần bởi tay người ta làm ra chẳng phải là Chúa. Trong phần tìm hiểu, câu 21-22, ông Phao-lô lên kế hoạch thăm viếng những nơi nào? Chúng ta xem câu 21, câu 22. Thì thấy rằng ông Phao-lô lên kế hoạch, ông đi ngang qua xứ Macedoan và xứ A-chai đặng đến Jerusalem. Macedoan xứ A Chai rồi đến thành Jerusalem. Thành Roma là thủ đô Rome của Ý. Rồi, ông Phao-lô ở tại A-si một thời gian. Tại đây xuất hiện một người thợ bạc tên là... Thợ bạc tên là gì các em? Chúng ta thấy ở trong câu thứ 23, lúc đó có sự loạn lớn sanh ra vì cớ đạo tin lành. Câu 24, một người thợ bạc kia tên là Demetrius. Người thợ bạc có nghĩa là một người thợ mà làm về vàng bạc đó các em. Demetrius chuyên đúc tượng nữ thần, đúc cái thành cái tượng nữ thần Đi-anh để bán. Tượng nữ thần
đi anh. Lo sợ mất thu nhập nên ông họp những thợ bạc khác để tìm cách chống lại việc rao giảng phúc âm của Phaolô. Lo sợ mất thu nhập. Thu nhập là gì các em? Thu nhập là cái tiền mà họ thu được do cái việc họ làm những cái tượng nữ thần này, họ bán. Và bây giờ Phaolô đến rao giảng rằng là thần tượng bởi tay người ta làm ra không phải là Chúa. Cho nên là nếu nói như vậy thì họ sẽ không có bán được cái tượng nữ thần đi anh này. Cho nên là cái ông thợ bạc này kêu gọi mấy cái người làm công của ông đó, làm việc cho ông đó, đứng dậy, nổi dậy để chống lại Phaolô. Ông Phaolô làm chứng rao truyền tình yêu của Chúa, thăm viếng các hội thánh để nhiều người được biến đổi. Vì vậy ông bị nhiều người chống đối. Đây là những người xấu, họ chống đối Phaolô. Nhiều người chống lại sự cứu chuộc của Chúa vì ham muốn lợi riêng. Có những người họ cũng biết Chúa nhưng mà họ không chịu tin Chúa, bởi vì tin Chúa thì phải từ bỏ việc thờ cúng thần tượng. Tin Chúa thì phải bỏ hút thuốc uống rượu, tin Chúa thì phải bỏ cái sự nói dối, vân vân, thì họ không có chịu, họ thích những cái điều kia hơn và họ không tin Chúa. Thực hành, em có thể bị dèm chê, trêu ghẹo vì em tin Chúa. Khi em đi học mà em có dám nói với bạn là mình là người tin Chúa không? Mình phải nói là mình là người tin Chúa Giêsu theo đạo Tin Lành. Và có thể mình sẽ bị dèm chê, kêu trêu ghẹo, nhưng em không buồn. Cứ mạnh dạn nói về Chúa cho người chung quanh. Chúa Giêsu yêu thương em. Và ở đây có một bạn thiếu nhi cầm cái cây thập tự ha, nói về Chúa Giêsu cho các bạn của mình. Để các bạn của mình biết về Chúa Giêsu. Gợi ý cầu nguyện: xin Chúa giúp em hoàn tất những điều em muốn làm cho Chúa. Kính lạy Chúa yêu quý, xin Chúa giúp con hoàn tất những điều con muốn làm cho Chúa. Xin cho con dạn dĩ nói về Chúa cho bạn bè của con các em. Viết xong chưa? Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện nhé. Kính lạy Chúa yêu quý, xin Chúa giúp con hoàn tất những điều con muốn làm cho Chúa. Xin cho con dạn dĩ nói về Chúa cho bạn bè của con. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi để chúng ta hoàn tất những điều mà chúng ta muốn làm cho Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại vào sáng ngày mai nhé.